Xin chào các bạn, bây giờ mình đang đợi mua crawfish bên trong chợ Mỹ Thành. Nhân tiện mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem bên trong chợ Việt ở Mỹ thì có những gì nha. Cái này là một loại bột mình dùng để pha vào cái nước để luộc crawfish. Dầu hào ha. Bơ tỏi có rồi, nước mắm có rồi, cam không em làm mít. Sợ miết hấp rồi luôn. Bao nhiêu vậy? Ừ, sao không biết lọt hết giá không? Lọt hết trơn. Quay đầu viên nè. Cá viên các kiểu quầy thịt anh, cái này thấy cũng rẻ ghê anh, có 2 đồng một bao hả, kia rẻ hơn á. Mà thôi mình lại cũng mua mấy cái thịt đâu. Quầy mắm, các thể loại mắm. Mắm cá chép ngâm dầu. Bao
Cái bông này ở nhà hay trồng chơi nè. Ủa nhưng mà cái này để làm gì vậy? Hạt đậu. Ủa bông này được, uống như trà là được hả? Cái bông này bên Việt Nam tên gì ta? Hồi nhỏ trồng nhiều lắm, nhà trồng dễ trồng á. Thiên đường nem chả dầu dorayaki đây các thể loại đồ khô mít sấy khô. Bánh gì? Bánh này gọi là bánh gì quên rồi. Bánh gạo. Bánh gạo Việt Nam. Này bò viên. Đây trời ơi, thiên đường học bí. Học bí này bị gì đấy? Này sản phẩm của Đài Loan mà, 6 đồng. Này học bí trà xanh. Sang nhưng mà nhìn thì không nhận ra Trung Nguyên. Ừ, bánh bía này để cho bía cho bá. Đặc sản Sóc Trăng luôn kìa. Được không? Ừ, sao giá gì kỳ. Ớ nè, 3 đồng 9. Được không? Nè. Ừ, bía này nhìn sang quá hả? Nhìn cái đẹp, nhìn vậy là nhìn bắt mua liền. Tạp xưởng nè. Không phải này nè. Này.
các cơm khô, ruốc khô đủ các thể loại, mực khô, sầu riêng đông lạnh cả trái. Bơ phải ở đây chứ hả? Mì ăn không? Sắp mệt đâu. Nhãn 4 đồng một bao. Bô bô anh nè, đúng không? Phải không? Không. Bắp chà. Bắp chà, cái loại mà mình làm, mình ăn hay ăn khôi, ăn bắp bên Việt Nam. Đây là thêm đường mì. Kim chi kìa. Thật ra mình cũng không có quay được hết toàn bộ cái chợ này đâu các bạn. Thì nó rộng hơn 9.000 mét vuông lận. Mà bây giờ thôi mình ra tính tiền. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn trong video sau.